Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời và chúng ta sẽ cùng tập intro với nhau, một cái intro ballad quốc dân luôn, có nghĩa là chúng ta áp dụng bài nào cũng được ha. Bên cạnh đó chúng ta học được những cái nốt ngang cao và những hợp âm tắc ngang cao và chúng ta có thể cảm nhận cảm âm được tốt hơn. Cùng lấy đèn ra tập và nhớ chia sẻ clip này về Tường để chúng ta dễ dàng tìm kiếm nha. Tại vì lúc mà chúng ta tí kiếm nó không thấy nên là phải chia sẻ về Tường nhà mình ngay. Ok, đến intro quốc dân này và áp dụng vào những bài hát ballad rất là hay luôn. Ok. Vô là thử nha, ngang số 5 nè, ẩm tắt. Nha, sau đó chúng ta hướng dẫn. Bài này sẽ khá là quen thuộc luôn. Ok. Chúng ta có hợp âm đầu tiên là hợp âm là thứ, có thêm ngón út nữa nè. Bát dây sáu, dây số 5. 1 2 3. Nhưng mà dây số 1 chúng ta móc cao, Khánh không có móng nên là Khánh móc thoải mái. Các anh chị đừng quan trọng móng hay không móng gì, chúng ta móc thoải mái, móc bằng thịt cũng được nha. Bát. 3 2 3. 3 2 3. Ha. La. Đây là âm mi thứ, một ngón bắt dây số 6, dây số 1 móc lên. À. Giờ hợp âm này hợp âm giống như rê trưởng nè, nhưng mà hợp âm này pha trưởng. Chúng ta có thể bấm vậy luôn. Nhưng mà chúng ta bấm cho cái bát dây 4 cho nó phiêu phiêu. À. Bát 5 cũng được. Cũng được nhưng mà nó nặng hết. Bát 4 cho nó phiêu. Cũng được luôn nha. Đây hợp âm pha trưởng đi, bấm thế này cũng được. À. Bát 321 nè, móc mạnh dây số 1. 323. Chuyển qua đây liền, không mọi người ấp vô liền. Cái khó là chỗ này nè. Ấp vô đây liền. Là son đô trưởng cũng là bát 321. Mà móc nhanh. Có nghĩa móc cùng giống như cùng một lúc vậy nhưng mà nó vậy. 323. Rê mi fa mi fa son mi do mi là thứ, mi này là mi thứ, do mi đây là đoạn đầu tiên nha. Tiếp theo đoạn thứ hai, tiếp theo đoạn thứ hai là chúng ta sẽ có tiếp tục lại la là nó đố đó, do si si nó này nó si và hợp âm là mấy thứ la nè ha, là một chúng ta có nốt lùi đô si la ha, son hợp âm nốt lùi tới son đó, đây là hợp âm đô trưởng nhưng mà nốt này nó son. Rê mi fa mi, rê mi fa. Mi si la hai
Đừng buồn em hỡi, khi đã nói yêu anh rồi. Buồn lòng chi nữa, hỡi em xin hãy quên anh đi. Giây phút bên nhau, em sẽ quên mau. Chỉ có anh thôi, giữ mãi bóng hình xưa. Ok nha. Như vậy thì mọi người cứ tập chậm, và Khánh đánh một lần nữa chậm cho quý anh chị các bạn có thể tập theo được nha. Mọi người cứ đừng lo, cứ kiên nhẫn, và chúng ta tập luyện là sẽ thành công thôi, không có khó. Cái form nó khó là cái form chúng ta tập chưa có quen để mình di chuyển thôi. Di chuyển nhanh qua đây. Chuyển nhanh qua đây liền, nó giúp chúng ta chuyển âm nhanh luôn ha. Đô la là nốt mi á, một dây một dây năm, ba dây năm mà dây một mi nhanh nè. Xong rất là đơn giản ha. Nếu anh chị các bạn thấy có gì thắc mắc comment bên dưới nha, nhớ bấm share và bấm like để ủng hộ mình nha. Và anh chị và các bạn chưa đăng ký theo dõi kênh, bấm đăng ký theo dõi kênh liền. Chúc cho mọi người có một buổi tập guitar cảm nhận âm thanh thật là tuyệt vời, và cũng như là chúng ta sẽ vui vẻ với âm nhạc trong cái khoảng thời gian này, và chúng ta có được cái thời gian để chúng ta nhìn lại mình, chúng ta có thể cảm nhận được hơn về cuộc sống này. Cảm ơn quý chị nhiều, chúc sức khỏe, chúc vui vẻ, và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.